quý vị, với sự xuất hiện biến thể mới của Omicron là BA.4 và BA.5, gần đây số ca mắc COVID-19 ở nước ta có dấu hiệu tăng lên. Nguy cơ bùng phát dịch trở lại là hiện hữu khi tâm lý người dân chủ quan sau khi dịch kiểm soát nên không mặn mà với việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thống kê cho thấy trong tuần vừa qua, số mắc COVID-19 tăng hơn 40% so với tuần trước đó. Hai biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron đã được ghi nhận trong nước, có khả năng lây lan và lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn. Báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh gần đây qua giám sát trọng điểm thì cho thấy là 70% các cái trường hợp mắc là do nhiễm biến thể phụ BA4, BA5. Như vậy có thể thấy là biến thể phụ BA4, BA5 tại các tỉnh phía Nam đã bắt đầu chiếm ưu thế, do là cái việc mà làm xét nghiệm để phát hiện các cái ca mắc COVID-19 là giảm đi đáng kể. Do đó là cái số lượng ca mắc COVID-19 là cao hơn nhiều so với số lượng thực tế mà chúng ta thống kê được. Theo Bộ Y tế, các biến chủng mới của virus có khả năng tiếp tục xuất hiện hoặc tiến hóa sẽ làm giảm miễn dịch qua thời gian, dẫn đến có thể làm dịch bệnh bùng phát trở lại. Thực tế qua 3 năm phòng chống COVID-19 cho thấy, vaccine vẫn là vũ khí quan trọng, có phần kiểm soát hiệu quả COVID-19 để nhịp sống quay trở lại bình thường như hiện nay. Tuy nhiên, sau thời gian đầu tích cực tham gia thì gần đây, nhiều người đã không mặn mà với việc tiêm liều nhắc lại phòng COVID-19, đặc biệt tỷ lệ tiêm ở nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng hiện rất thấp. Triển khai vào đầu tháng 6 thì cái số lượng người dân đến cũng thưa. Tuy nhiên, hai tuần đầu thì ít, nhưng mà những tuần sau là bắt đầu nhận thức của người dân có vẻ nâng cao hơn và biết được cái tầm quan trọng của tiêm phòng vaccine nhắc lại mũi 3, 4. Đi từng nhà ngõ gõ từng nhà, động viên tinh thần hội đoàn thể và đoàn thanh niên và những người có trách nhiệm để mà vào cuộc, để mà giải thích cho người dân hiểu cái về cái mục đích tiêm mũi 4 để mà phòng chống cái về COVID mà bây giờ BA4 và BA5. Sau tiêm chủng thời gian nhất định, miễn dịch sẽ suy giảm, trong khi đó virus SARS-CoV-2 lại liên tục có biến thể mới, nguy cơ dịch bùng phát trở lại là rất cao nếu không duy trì việc tiêm chủng nhắc lại. Vừa qua, Đà Nẵng cũng đã phát động chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn thành phố trong tháng 8 này, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiêm mũi nhắc lại cho người dân từ 18 tuổi trở lên, nhất là tiêm mũi 4 cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao.